Thêm thanh bia nữa không ạ? Lấy thêm một cốc nữa nhé. Với tôi, lấy một cốc thì quá nhiều. Cô bán cho tôi nửa cốc được không? Cửa hàng em không bán nửa cốc. Anh lấy thêm bia nữa không ạ? Không uống thêm thì thiếu, mà uống cả cốc thì nhiều quá. Cho tôi nửa cốc được không? Cửa hàng em không bán nửa cốc. Thế thôi. Hay là hai lấy chung một cốc rồi xẻ đôi ra vậy? Phải đấy, cô xẻ đây thôi. Vâng. Ấy chết, sao rót nhiều thế? Chia đôi cơ mà. Trên đời này chẳng ai bất hạnh bằng tôi. Ông làm sao mà bất hạnh bằng tôi? Tôi mới là người bất hạnh. Đời tôi sao mà đen bạc thế? Ông chẳng biết thế nào là bất hạnh đâu, ông bạn ạ. Ông cứ nói liều thế thôi. Bao giờ ông rơi vào hoàn cảnh của tôi thế này ông mới thấm. Ông sẽ khóc thành tiếng mán từ sáng đến tối. Ông khóc thành tiếng thổ từ tối đến sáng. Ông sẽ khóc. Tính kiệt nước mắt trong người, ông sẽ tuyệt vọng. Ông sẽ không muốn ăn nữa, chỉ muốn uống thôi. Ông chết. Cẩn thận, ông sẽ chết đuối đấy. Này, thế có chuyện gì mà bất hạnh thế? Tôi, hiệu gội đầu của tôi vừa bị sập tiệm, đóng cửa rồi. Có thế thôi à? Ừ, thế đấy. Đóng cửa thật rồi. Có thế mà cũng âm mỹ cả lên. Tôi đây này, tôi mới thực sự là người bất hạnh. Thế nỗi bất hạnh của ông thế nào? Cái bất hạnh của tôi còn kinh hơn cái bất hạnh của ông nhiều. Tôi có hẳn một cửa hàng cho thuê áo cưới, đã đóng cửa. Sao? Đóng cửa? Vâng, đóng cửa, sập tiệm hẳn rồi, lỗ vốn toàn bộ. Tôi xin chân thành chia buồn với ông. Cảm ơn. Mà tại sao thế nhỉ? Tôi chỉ muốn làm đẹp cho mọi người. Tôi muốn mọi người hạnh phúc. Thì tôi cũng thế. Tôi cũng chỉ muốn cho đầu tóc mọi người đẹp hơn, thời thượng mô đét hơn. Nào, xin chúc mừng. Ý tôi muốn nói chúc mừng cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Chúc mừng ông. Tôi là Đình. Còn ông? Hình. Hình. Tôi sẽ không bỏ cuộc ông ạ. Nhưng mà tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi cũng thế. Ông có thể nói thế nào là hạnh phúc không? Ông hỏi gì lạ thế? Thế này, ông với tôi cùng bất hạnh, chúng ta có thể hợp tác với nhau làm ăn. Tôi nhất trí. Để có được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì nhỉ? Tôi không biết. Tôi chưa nghe câu hỏi bao giờ. Hạnh phúc là cái gì nhỉ? Tôi không biết. Tôi nhớ ra rồi ông ạ. Hả? Hạnh phúc là đem lại hạnh phúc cho người khác. Sao ông biết? Có ai nói với tôi thế đâu. Thì hồi đi học cô giáo dạy thế, có phải không các bác? Được,
Tôi nghĩ ra rồi, chúng ta sẽ hợp tác với nhau kinh doanh nghề hạnh phúc. Nghề hạnh phúc là cái gì? Tôi với ông, ta sẽ mở một cửa hàng môi giới hạnh phúc. Hay. Một cửa hàng môi giới hạnh phúc cho người khác. Được không? Được. Tôi xin sửa lại một chữ. Môi giới hạnh phúc cho mọi người. Đúng. Hay. Cửa hàng môi giới hạnh phúc cho mọi người. Ta sẽ có phần trăm. Và hạnh phúc sẽ đến với ta. Ai cũng cần hạnh phúc. Chúng ta sẽ kiếm được. Chúng ta sẽ thành công. Thành công quá đi chứ. Khách hàng sẽ đến, sẽ tin. Vì ông với tôi là người hạnh phúc. Từ giờ phút này trở đi, tôi với ông là người hạnh phúc. Chúng ta là những người hạnh phúc. Cho hai nửa cốc nữa em ơi. Anh lại mang cái khoản nợ gì về đây thế này? Tôi đã bảo anh là trả nhà người ta đi cơ mà. Tôi đã bảo anh là đừng có làm cái gì cả. Làm đâu thì lỗ đấy. Chỉ được bày cái trò ngược đời. Khổ quá. Hợp đồng thuê nhà nhà mình vẫn còn 3 tháng nữa cơ mà. Cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ vực cái cửa hàng này dậy. Tôi sẽ... Anh lại bày trò gì thế này? Mình... Làm ăn lỗ vốn, sập tiệm rồi thì thôi chứ. Tôi đã bảo là đừng làm gì nữa cho nó khổ vợ khổ con. Những cái đồ gội đầu này tôi đã ra bán thanh lý hết cả rồi đấy. Chờ mình bình tĩnh đã đâu. Giới thiệu với mình, đây là anh Đình. Anh Đình đây là giám đốc công ty Lopa mà tôi đang hùn vốn, tức là cửa hàng Love Paradise xe mà. Rõ đồ khỉ. Ôi ông ơi. Xin giới thiệu với em, đây là anh Hình, giám đốc công ty Lopa. Cũng giám đốc. Hai giám đốc. Anh Hình đây là một nhà có đầu óc kinh tế chiến lược. Này, chúng tôi sẽ vực cửa hàng này lên thành một trung tâm có tầm cỡ thành một trung tâm hạnh phúc, một thiên đường tình yêu. Thật không thể nào chịu nổi. Được, các anh muốn làm cái gì thì làm. Tôi đã chán chuyện làm ăn của các anh lắm rồi. Tôi cũng nhức đầu lắm rồi. Các anh chỉ bày những cái trò oái hoang ngược đời thôi. Từ bây giờ muốn làm gì thì làm. Lỗ bố thì đừng có mà trách nhá. Tôi không cần biết cái cửa hàng lo ve của các anh. Lo ve cũng được mà lo âu cũng mất. Lần này mà làm ăn lỗ vốn thì đừng trách mẹ con chúng tôi không báo trước nhá. Mẹ con tôi cũng hết kiên nhẫn rồi. Thưa ông, tôi muốn đăng quảng cáo cho số báo ngày mai. Ông cho xem nội dung. Cửa hàng môi giới hạnh phúc à? Cho mọi người, thưa ông, còn gọi là cửa hàng Lopa. Xin ông đừng quên dòng chữ ấy. Lopa là cái gì? Love Paradise, có nghĩa là thiên đường tình yêu. Thiên đường tình yêu cho tất cả mọi người. Tình yêu cần có thiên đường. Thiên đường là của tình yêu. Tại đây, tại cửa hàng chúng tôi có thiên đường tình yêu cho tất cả mọi người. Tại cửa hàng chúng tôi, quý khách sẽ tìm được ý chung nhân vừa ý nhất. Một người vợ như ý, một người chồng cũng như ý. Quý khách sẽ tùy theo điều kiện, tuổi tác của mình sẽ đưa ra những điều kiện chọn người vợ tương lai và người chồng tương lai.
Cửa hàng Lopa sẽ đáp ứng cho bạn trong thời gian nhanh nhất. Bác quên gì ạ? Cửa hàng Lopa ở đâu? Đây là nơi các bạn xây dựng hạnh phúc gia đình nhanh nhất, ít tốn kém nhất. Hãy đến với chúng tôi, Lopa. Con cũng muốn lấy vợ. Dương, bố mẹ cho con ở nhà. Con ngoan, nghe lời bố mẹ nào. Nhanh lên nào, thời cơ có một của con đấy. Đúng đấy con ạ. Nào, con đi xem đi. Đấy. Đừng bắt con lấy vợ. Thôi, lấy vợ rồi mày sẽ thấy rất hay. Nào, nào, ngồi xem bỏ con. Nào, bà lên thật gương lên. Một. Trời ơi. Này, xem đã cân chưa? Cân rồi. Ừ. Tuyệt. Phong cách treo ảnh đã toát lên hạnh phúc. Nhìn ảnh của ông và tôi, khách hàng thêm phần tin tưởng. Ôi ông ơi, gãy cổ tôi rồi. Ôi ôi cái lưng của tôi. Ông ơi, đón khách à? Ai là chủ ở đây? Này các anh kia, tôi hỏi các anh, ai là chủ ở đây hả? Chị lỗi, chị cần gì ạ? Đây có phải cửa hàng môi giới hạnh phúc cho mọi người không? Dạ. Đây có đúng là cửa hàng Lopa không? Dạ. Thế bác cần gì ạ? Chúng tôi đến theo quảng cáo. Tôi muốn giải quyết một số vấn đề về hạnh phúc. Ok, tôi cũng vậy. Các anh vào mời ông chủ ra làm việc với chúng tôi. Có ngay ạ. Dạ có ngay ạ. Mời các vị ngồi. Mời các vị ngồi ạ. Các ông chủ sẽ ra ngay ạ. Dạ các ông chủ sẽ ra ngay ạ. Chỗ này đấy cô ạ. Ôi tôi hồi hộp quá. Cho tôi bình tĩnh một phút. Tôi là Việt Kiều, sinh sống ở bang Ohio. Tôi về nước để lấy vợ. Tôi nghĩ nguyện vọng đó là hợp lý. Dĩ nhiên, rất hợp lý. Tôi muốn lấy một cô gái trẻ. Trẻ, dĩ nhiên, lấy vợ là phải trẻ. Đẹp. Vâng, lấy vợ là phải đẹp rồi. Anh ghi thêm những đức tính cần phải có này. Dạ vâng. Cô phải là người chăm chỉ, chịu khó. Vâng, ông rất có lý. Phải biết tiết kiệm. Vâng, ông sẽ hài lòng ạ. Ngoài ra, cô phải là người có học, nhạy cảm, có thể đủ bọc cưu mang nhà chồng lúc khó khăn. Thưa ông cho phép hỏi điều kiện kinh tế của ông thế nào? Chuyện vặt đấy mà, ghi vào, đủ ăn. Tôi hỏi khi không phải, ông bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mong ông thông cảm, đó là vấn đề thủ tục. Tôi hiểu. Vẫn là cái căn bệnh quan liêu giấy tờ. Tôi còn trẻ, khỏe, mới ngoài 70. Hả? Nào, xin chúc mừng chị. Dạ vâng. Tôi tin rằng hạnh phúc sẽ đến với chị sớm nhất. Vì lý do của chị thật là đơn giản. Chị ấy khai vào đây. Em xin cảm tạ. Trông em cồng kềnh thế này thôi, nhưng mà em dễ đổ vỡ, dễ xúc động. Bác giúp em lấy được chồng, em xin hậu tạ. Ý chết, đừng xúc động như thế. Lấy chồng thật là đơn giản. Nào, hãy khai vào đây. Dạ vâng, em cũng chỉ cần anh ấy phụ giúp em trong công tác thôi ạ. Lấy chồng đơn giản lắm. Chị cứ khai vào mẫu đi. Vâng ạ. Dạ, xin mời bác ạ. Thank you. Chào bác ạ. Em Bành Tũn ạ. Henry Cường. Em chờ tí. Kìa, con nghe bố mẹ đi chứ. Nghe lời đi con. Xuống xe đi con. Con không muốn lấy vợ.
Xuống xe đi nào. Thằng ương bướng quý. Lấy vợ thì mới khỏi bệnh được chứ con. Còn xem đấy, bao nhiêu người không chịu lấy vợ đều mắc bệnh. Mẹ nói đúng lắm. Sợ lắm. Lấy vợ là phương hướng lâu dài, chứ có phải cưới ngay đâu. Con cứ vào xem thế nào. Đấy, con cứ nhìn xung quanh mà xem. Ai đi ngoài đường cũng có đôi có lứa cả đấy chứ. Đấy, con thử nhìn mà xem. Đấy, cái đôi xanh trắng kiểu vui chưa. Con không lấy vợ đâu. Sao thì con? Người có thể lấy làm vợ, người ta đi mất rồi. Người ấy đâu con? Đấy, cô ấy đã đi mất rồi. Con đã nhìn thấy. Tội nghiệp con thôi. Thôi đừng buồn con ạ. Còn một vài cô khác như thế, cửa hàng lô ba sẽ giúp chúng ta. Nào, thôi ta đi vào. Ta vào đi con, vào đi. Tôi đã khai đầy đủ. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất. Người ấy phải là Việt Kiều. Nếu chúng tôi tìm được một người trong nước giàu có thì cô có đồng ý kết hôn không thưa cô? Không. Giàu có trong nước bấp bênh lắm. Và lại họ hay thay lòng đổi dạ. Tôi chỉ tin tưởng Việt Kiều. Việt Kiều sẽ đưa tôi ra nước ngoài. Cô đúng là có lý. Cửa hàng Lopa Love Paradise sẽ làm cho cô toại nguyện. Vâng ạ. Này, cô cho tôi hỏi, thế đã lần nào cô kết hôn chưa? Chưa ạ. Thế đã lần nào cô có tình yêu chưa? Dạ, đã một lần. Còn không muốn lấy vợ. Nghe lời mẹ bảo đi. Cứ bảo đi đã nào. 7, 8, 9. Thôi thì chăm sự em nhờ các anh. Cô cứ yên tâm, đem lại hạnh phúc cho từng người, đó là trách nhiệm của Love Paradise. Nếu lấy được người chồng như ý, em sẽ không quên ơn các anh. Em chào các anh về. Không có gì. Em chào anh ạ. Vâng, chào cô. Tư thế lên. Dạ. Có khách. Con. Dạ, xin chào hai bác ạ. Dạ, chào bác ạ. Hai bác vào trong này ạ. Hai bác tìm nhân duyên cho ai ạ? Dạ. Hay là cho bác ạ? Hay là cho bác trai ạ? Không ạ. Tôi đọc quảng cáo trên báo. Dạ vâng. Thấy giới thiệu cửa hàng Lobo. Ấy không, dạ, Lopa. Lopa, tức là Love Paradise. Dạ vâng ạ. Cửa hàng Lopa chúng tôi sẵn sàng phục vụ hạnh phúc cho tất cả mọi người. Dạ vâng. Nào, cho anh nói chuyện đã. Anh Dương à? Không đi học à? Hôm nay anh nghỉ. Ôn thi. Anh vẫn còn tỉnh táo nhỉ? Vẫn biết nói dối cả. Anh nghỉ học nửa năm nay rồi. Ai mà không biết. Ừ nhỉ, anh quên. Anh đã nhìn thấy em. Bỗng dưng em đi mất. Thế rồi lại gặp em. Anh thích quá. Anh đừng làm thế. Em đã nói với anh từ lâu rồi. Em với anh chẳng còn gì hết. Quên em đi. Nhưng anh không quên được em. Thế em vào cửa hàng đám cưới làm gì? Em định lấy chồng à? Ừ, em đi lấy chồng đấy. Lấy chồng theo ý muốn. Em cũng có quyền lấy chồng chứ. Đúng quá. Em có quyền lấy chồng chứ. Lấy anh đi, Đào. Lấy anh để em được cái gì? Anh có một tấm lòng. Anh yêu em từ ngày xưa. Anh chỉ muốn lấy em thôi. Thế thôi á? Tấm lòng để làm gì? Anh còn gì nữa? Dạ, gửi anh. Dạ vâng, vâng, xin bác ạ. Bác là Cao Văn Viễn ạ. Dạ vâng. Cháu là Cao Viễn Dương ạ. Dạ. Viễn Dương, dạ, vâng. Cần lấy vợ. Dạ vâng ạ. Chào. Mời hai bác ra kia ngồi khai. Dạ vâng ạ. Tôi là Harry Cường. Ui, Việt rồi. Kiều ở Ohio. Bác là Việt Kiều ạ. Thế nên tiêu chuẩn của bác hơi đặc biệt ạ.
bác đi máy bay, tàu hỏa, giá vé đều gấp đôi. Thế nên ở đây xin bác 300 đô. Ok đi. Miễn sao có anh đảm bảo cho là được. Dạ vâng. Ừ. Dạ, dạ bác cứ yên tâm ạ. Xin bác ạ. Đi xe đi vào. Em có ý kiến ạ. Dạ thưa, khi nãy các anh phổ biến là nếu khi nào cho em có hạnh phúc là các anh hoàn lại tiền đúng không ạ? Tất nhiên. Cửa hàng chúng tôi chỉ giữ một số phần trăm làm quản lý phí. Em lại có ý kiến ạ. Cứ tự nhiên. Thế nên nếu ngộ nhỡ bọn em không có hạnh phúc thì sao ạ? Cái chị này nói hay nhỉ. Đã vào đây là phải có hạnh phúc, mà không có hạnh phúc chỗ này thì phải có hạnh phúc chỗ kia. Bravo. Được đấy. Dạ. Thế tức là nếu không có hạnh phúc thì chúng em không lấy lại tiền đặt cọc cả. Khổ quá. Tôi đã nói với chị rồi, ai vào đây cũng có hạnh phúc. Dạ vâng. Nhưng mà ý em muốn hỏi là nếu có hạnh phúc thì lấy được tiền đặt cọc, thế còn nếu không có hạnh phúc thì không lấy được tiền cọc, thế có nghĩa là tiền đi chu nửa lại ạ? Riêng chị tôi phải giảng cho một buổi biết thế nào là nội quy. Chị có muốn lấy chồng không? Dạ có, muốn ạ. Chị sẽ lấy được chồng. Dạ vâng ạ. Thế chị là gì? Đoành Tũn ạ. Đoành Tũn? Vâng. Người dân tộc à? Vâng, à không kinh. Tại em sinh mẹ em là tên xấu ma nó khỏi bắt ạ. Chị sẽ lấy được chồng. Nhà chị ở đâu? Chị sẽ có hạnh phúc. Yes sir. Bố mẹ anh giàu, nhà anh to, đẹp lắm. Bố mẹ anh sẽ cho tiền. Anh nói hay nhỉ. Những thứ đấy đâu phải là của anh. Nhớ sẽ là của anh và của em. Nhà rộng, chỉ tổ em làm ô xin lau nhà thôi. Chào anh. Đào ơi, đừng bỏ anh. Anh có một tấm lòng, sẽ chẳng ai có tấm lòng với em như anh đâu. Con ơi, xong rồi. Cửa hàng Lô Ba sẽ tìm cho con một người vợ như ý. Con sẽ chẳng lấy ai đâu bố mẹ ạ. Người con định lấy làm vợ thì cô ấy đi mất rồi. Đâu? Cô ấy đi đâu? Cô ấy đi mất rồi. Đi lối này này. Em ơi, về đây với anh. Ôi trời ơi, tội nghiệp con tôi. Ông thấy chưa? Tại ông ấy, ông cứ bắt con nó học nhiều. Cái gì thế ông? Máy vi tính. Đây là máy vi tính à? Để tăng thêm sự tin tưởng cho khách hàng. Này ông ạ, tôi đã sắp xếp xong cuộc đời của bốn thân chủ rồi. Thế à? Triển vọng lắm. Như thế nào? Cô Đào thích lấy Việt Kiều, tôi ghép với anh Henry Cường. Cô ấy trẻ, đẹp, nhạy cảm, lại chịu khó đi học tiếng Anh buổi tối. Như thế là đúng tiêu chuẩn với ông Việt Kiều rồi. Thì thế có sợ hai người chênh lệch tuổi quá không? Ăn thua gì. Cô Đào mới 25, ông kia mới 72. Chênh nhau hơn 40 tuổi. Như thế là chưa qua bán. Ông bảo tay thật đấy. Chị hàng lòng lợn tiết canh với cậu tâm thần, tiêu chuẩn cả hai đều đơn giản. Tôi xếp vào với nhau. Ông thấy thế nào? Tôi ủng hộ. No. Thank you. Bác ạ. Chào chị. Mới vào xây quà. Ngon quá nhỉ. Bác. Bác là bác Hen. Đúng rồi, Henry Cường. Henry Cường, vâng. Em Đành Tún ạ. Có phải tôi gặp chị ở cửa hàng Lupa không nhỉ? Dạ vâng, chính em đấy ạ. Thế bác nhắm rượu với lòng hay là làm bát cháo ạ? Xin lỗi, có lành không ạ? Bụng dạ tôi yếu lắm. Dạ lành lắm bác ạ. Tiết canh à? Vâng. Ngon nhỉ? Vâng. Thơm quá, hay chị cho tôi thử một tí? Thử gì? Bác cứ chén đẫy tễ vào cho em. Đời người sống được là mấy tí.
Chị nói phải. Vâng. Xin lỗi, nhà vệ sinh. Chị thông cảm cho tôi bị viêm đại tràng mãn tính mà, ngày đi hơn 10 lần đấy. Rõ khổ, còn gì là người nữa. Bác đi thẳng vào trong thiên nhiên cho. Nhà em được cái chật nhưng mà khép kín đấy. À, đã thế chị cho thêm một bát nhiều tiết nhá. Dạ vâng. Thế mới khổ. Cô đơn người tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Bà ăn được ngon miệng không ạ? Ngon, ngon lắm chị ạ. Ở bên kia tôi chả bao giờ được ăn cái món này cả. Thế giá cả có đắt lắm không chị? Đã gọi là cháu lòng bình dân thì chả có gì rẻ hơn thế nữa bác ạ. Tốt, như thế là hợp với tôi đấy. Vâng. Tôi hàng ngày sẽ ra ăn cửa hàng chị. Vâng. Tôi thích cái món lòng lợn của chị. Dạ tủn. Tủn. Vâng. Tuyệt, ngon tuyệt. Vâng, em mong đến bữa bác cứ ra với em cho vui. Bác hẹn Di Cường nhé. Chào anh chị. Anh chị muốn thuê phòng ạ? Chúng tôi muốn gặp ông Harry Cường, Việt Kiều ở Ohio. Harry Cường, mời anh chị ngồi đợi ạ. Tôi sẽ gọi điện thoại. Chỗ này đắt lắm phải không anh? Anh ấy vẫn thường ở đây à? Tất nhiên, Việt Kiều mà. Ôi, anh ơi, có phải anh kia không? Trông đẹp trai lắm. Đấy. Không phải anh ấy đâu. Anh ơi, hay là anh kia? Chào chị ạ. Em chào anh ạ. Ở đây chúng em có Pepsi và Coca. Anh chị dùng gì ạ? Dạ không ạ. Em chỉ muốn anh ngồi đây một lúc thôi. Giời ạ, ngồi xuống. Đã bảo là không phải. Đây chỉ là nhân viên phục vụ bàn. Sao lâu thế? Hay là anh ấy ốm? Trời, Việt Kiều thì ốm thế nào được. Tôi dặn lại nhé, trong mọi tình huống không được làm việc gì khác mà chưa hỏi ý tôi. Vâng, em nhớ rồi. Tất cả chỉ vì hạnh phúc của cô thôi. Cô sắp đổi đời rồi đấy. Em cảm ơn anh. Ông Henry. Ông Henry. Dạ, chào ông ạ. Chào cậu. Dạ, theo đúng như lời hẹn ngày hôm qua. Dạ, hôm nay em đưa cô ấy đến để ra mắt ông đấy ạ. Dạ, cô ấy đây ạ. Đâu, cô ấy đâu? Xin giới thiệu với ông. À, anh, đây là cô Lê Mận Đào. Mà em đã có dịp giới thiệu với bác ạ. Cô Đào đây đang theo đuổi một lớp nghiên cứu tiếng Anh. Buổi tối, nhỉ? Ô, rất là đại. Chào bác ạ. Thế anh đi chưa xuống ạ? Anh nào? Thế cô hỏi anh nào? Dạ, cháu muốn hỏi anh chắc là con trai bác. Hay là cháu bác ạ? Chết, chết. Cháu không biết. Lỗi tại tôi ạ. Xin giới thiệu với cô Đào, đây là bác anh Harry Cường, Việt Kiều Ohio. Ôi, là bác ạ? Vâng, tôi Harry Cường, rất hân hạnh làm quen với cô. Là bác ạ? Bác là Harry Cường ạ? Cô Đào. Cô kìa, cô Đào, cô làm sao thế? Cô Đào, sao thế? Cô kìa, bác Cường, bác giúp em tay với. Được. Ôi trời ơi. Bà cô ấy lên. Cô Đào, cô đừng quá xúc động như vậy. Tôi đây, Henry Cường đấy. Đào ơi, Đào ơi, Đào ơi.
Đừng sợ. Anh này, hả? Phải làm cái gì để cứu cô ấy chứ? Hay là tôi hô hấp nhân tạo? À, vâng. Mạnh lên bác. À, tôi hạ hơi thổi ngạt nhé. Ê, bác, đừng quá như thế. Chữa nhầm bệnh cũng nguy hiểm lắm đấy. Nhầm thế nào được? Tôi bắt đúng căn bệnh mà. Tôi chọn con dâu không cần đẹp, chỉ cần khỏe mạnh, chăm chỉ, chịu khó. Dạ vâng, cô ấy rất chăm chỉ, chịu khó ạ. Thế thì mới chiều nổi thằng Dương. Lại còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn ạ. Đó là phẩm chất của người đi biển. Anh ạ, ngày xưa tôi đi tàu Viễn Dương là thế đấy. Dạ thưa bác, cô ấy rất có khả năng đi biển. À, cháu tin là cô ấy sẽ trở thành một thủy thủ giỏi. Ừ. Dạ, đây ạ, dạ xin mời bác. À, mời bác xem ạ. À. Trông như toàn là cửa sổ thế hả anh? Dạ vâng, đúng. Đây là những cửa sổ tâm hồn. Ừ. Đấy, 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 cậu nhà ta đây. Đấy. À. Dạ, dạ, cô ấy đây ạ. Ôi. Dạ, đấy. Bác xem, những thông số của cô ấy và cậu Dương nhà ta hoàn toàn phù hợp với nhau ạ. Ừ. Chúng cháu đã áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến hiện đại nhất để tìm hạnh phúc cho từng người. À. Dạ, bác cứ tham khảo. À. Tôi không biết gì máy vi tính cả. Dạ. Nhưng thông số của con trai tôi đâu? Dạ. Chúng hòa hợp với nhau ạ. À. Quyện lấy nhau ạ. Ừ. Rồi tan biến ạ. Tan biến như vào đêm tân hôn nhỉ ạ. À. Dạ. Bầu trời đêm, những ngôi sao tình yêu ạ. À, dạ thế. Vâng. Nghe cũng có lý nữa nhỉ. Dạ. Thế cô ấy làm nghề gì? Dạ, cô ấy mở một cửa hàng kiểu như fast food. Hả? Dạ, tức là đồ ăn nhanh ấy mà. À, tốt. Trước tôi đi tàu Viễn Dương qua nhiều nước, tôi thấy cái fast food thì cũng được lắm. Dạ. Này. Dạ. Anh tác thành cái đám ấy cho thằng Dương nhà tôi nhá. Thế là bác đã đồng ý ạ. À. Cô đã khỏe chưa? Thật là kinh khủng. Hả? Cái ông ấy, ông Henry Cường đâu rồi? Ông ấy vào toilet. Chả là ông ấy bụng yếu, bị đi chảy kinh niên. Thật là khủng khiếp. Các anh thật quá quắt. Tôi đã tin tưởng, đã đặt tiền cho các anh. Thế mà các anh nỡ làm mối cho tôi với một người như vậy. Cô Đào, chúng tôi mang đến cho cô hạnh phúc. Hạnh phúc mà như vậy à? Hạnh phúc với một ông già ngoài 70. Mà tôi mới có 25. Ngoài 70 tuổi thì đã sao nào? Chênh nhau hơn 40 tuổi chứ mấy. Chúng tôi nhận định rằng như thế là chưa quá bán. Rồi ạ. Ừ. Cô Đào, cô cần lấy Việt Kiều để đi nước ngoài. Cô đâu cần lấy chồng, đúng không? Ừ. Đúng không? Vâng. Rồi ạ. Thế thì lấy ông Việt Kiều này đi, lấy Henry Cường đi. Ừ. Sốt ruột lắm. Ừ, tôi biết thế. Nhưng mà kinh khủng lắm. Ừ. Ông nội tôi mới có 70 mà ông Henry Cường đã 72 rồi. Ông già đấy. Tùy cô. Cơ hội đi nước ngoài của cô đang đến đấy. Tôi lánh mặt đây để hai người tự nhiên. Thế buông ra. Thank you.
Tôi đã tác thành cho hai người với nhau, Henry Cường và Lê Mận Đào. Thế à? Ừ, họ gắn bó với nhau hạnh phúc lắm. La 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 la. Có thật không? Như thế nào? Ừ, họ đã chấp nhận nhau, họ hôn nhau như thế này này. Úi Này. Cô lòng lợn tiết canh và cậu Dương con ông tàu biển cũng xong rồi. Cả công việc của ông cũng xong rồi à? Xong. Sa la la. Này, ông Viễn bố cậu Dương giục đám cưới sớm đi. Ôi trời ơi, thế còn cô Tốt Tiết Canh đang cần gặp mặt cậu Dương. Ôi trời ơi, sa la 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 la. La 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 la. Sa la la, một lại ba. Sa la la. Ông Đình, tôi muốn biến cửa hàng này thành một công ty, một công ty lớn, môi giới hạnh phúc cho tất cả mọi người. Đúng, một lô về paradise, thiên đường của tình yêu. Sa-la-la. Ta sẽ rời bỏ cửa hàng này, đến một vùng đất rộng lớn hơn, xây dựng trụ sở khang trang hiện đại. Ui, tôi đã nhìn thấy trước cái tương lai ấy. Ừ. Lúc đó, ta không còn là công ty nữa rồi, mà sẽ là tổng công ty. Đúng, tổng công ty môi giới hạnh phúc, tổng công ty Lopa. 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 Hóa ra không chỉ một ông mà cả hai ông, cả hai ông đều lấy trộm tiền trong tủ của chúng tôi. Kìa mình, đó là công tác phí xuống cơ sở với anh em, phải có chi tiêu ban đầu chứ. Ừ. Ê, này, cô định làm cái gì thế hả? Cô tháo cái vách cắm này ra. Hả? Tháo cái màn này ra cho tôi. Ấy kìa, cô không được làm như thế. Đây là phương tiện để tạo uy tín với khách hàng chứ. Này, anh liều lĩnh thật đấy. Dám lấy máy vi tính của con ra đi chơi cơ à? Nó đang khóc ở nhà kia kìa. Ê. Đây là bản nháp của đơn ly hôn, anh đọc đi mà tham khảo. Chị bê cái này cho em. Ơ kìa. Này, từ từ đã. Gia đình mình còn không giữ được, lại đi môi giới hạnh phúc cho người khác. Thật là nỗ ruột. Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế này? Đợi khi nào chúng mình thành tổng công ty rồi, mình sẽ môi giới hạnh phúc cho các bà ấy ông ạ. Đúng, cho các bà ấy trắng mắt ra, cho biết thế nào là lễ độ. Gớm, tưởng là ghê lắm nhá. Này ông ơi, tôi nghĩ ra rồi. Bây giờ mình phải tổ chức ngay đám cưới cho hai người kia đi. Ừ. Cho các bà ấy biết thế nào là lễ độ. Đúng. Ai đấy? Xin mời vào. Chào bác Henry Cường ạ. Các anh ngồi chơi, chờ Cường một lát nhé. Dạ. Tôi đang dở tay luyện nốt mấy thứ này. Dạ thưa bác, bác luyện thứ gì thế ạ? Nhân dịp về nước, được người mách cho thuốc hay. Tôi cố đẩy lùi cái bệnh kích lị kinh niên ấy mà. Dạ. À, lá mơ lông, lá ổi, lại cả tỏi sống nữa. Bác trị đúng cách đấy bác Henry Cường ạ. Ôi giời ơi. Thú thật, nuốt vào cũng kinh lắm. Ừ. Nhưng cứ nghĩ đến cái đám cưới cũng phải cố thôi. Bác có quyết tâm như thế là tốt. Cố gắng nhịn cho qua đám cưới, thế là ổn. Bác đã sẵn sàng tiến hành đám cưới được chưa ạ? Rồi, các anh cứ tổ chức sớm hộ cho. Về hình thức đám cưới, cứ xác định là ta làm đơn giản, trang trọng, lịch sự mà ít tốn kém, bác nhỉ? Vâng, thế thôi. Dạ thưa bác, tháng này có 3 ngày đẹp. Đó là 15, 17, 19. Ôi trời ơi.
Đó là những ngày Thiên Mã, Tốc Hỷ, Thiên Trù. Bác thích ngày nào nhỉ? Có lẽ Tốc Hỷ là hơn cả. Tôi thích Thiên Mã. Bác thích Thiên Mã? Thiên Mã đi nhanh như ngựa. Cháu hiểu rồi. Bác hay đi máy bay, lại ở nước công nghiệp phát triển. Không phải thế. Tôi xin lỗi nha. Ôi giời ơi. Khỉ á. Ông ấy đau bụng nên chọn Thiên Mã là mình sớm được mấy ngày. Này ông, bây giờ mình thuyết phục mấy thân chủ kia cũng Thiên Mã, thế là xong ông nhỉ. Đang Thiên Mã, mọi việc cứ như thế, bác Henry Cường cứ Thiên Mã đi nhá. Vâng ạ. Lâu am lót, tôi không là Siêu am lót, anh không là ai đó lầu, ai đó lầu, tôi không biết ai lý xỉu, ai lý xỉu. Tôi cần anh. Lâu am lót, tôi không là Siêu am lót, anh không là ai đó lầu, ai đó lâu. How are you? Chào hai anh ạ. Chào mời cô. Hai anh vào. Sắp đi nước ngoài có khác, nói tiếng Anh giỏi quá. Giỏi quá. Mời hai anh ngồi. Cô dâu chuẩn bị lên xe hoa nhé. Chúng tôi với ông Henry Cường đã xem ngày, chọn ngày 15 âm lịch để làm đám cưới. Nhanh thế kìa. Thế là đã cưới rồi kìa. Ngày 15 âm lịch là ngày Thiên Mã, để cô xuất ngoại cho nhanh nhảy. Ơ kìa, cô làm sao thế? Kìa, cô làm sao thế? Chắc là xúc động quá đấy. Đây là cưới rồi à? Đây là em hết đời rồi à? Chúc mừng cô. Thế là em hết đời con gái. Thế là ông Henry Cường hết đời trai chưa vợ. Thế là nhân loại thêm một đôi vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc. Và thế là... Thế nhỉ? Thế là từ nay cô sẽ trở thành một mệnh phụ phu nhân sang trọng. Thế là từ nay cô sẽ không phải nói I don't love. Mà sống với Henry Cường, suốt ngày cô sẽ nói I need you. Họ hàng nhà em mà biết chuyện thì họ sẽ chết mất. Không, em không thể. Họ sẽ chết vì sung sướng. Ngay cả thành phố này có khối người sẽ chết vì ghen tị. Chứ còn gì nữa, cả thành phố này đang bừng bừng chào đón những đám cưới của cửa hàng Lopa. Thế ạ? Mọi người cũng đã biết rồi ạ? Thật chứ? Họ biết em sắp lấy chồng? Biết hết, và họ chúc mừng cô. Vâng, thôi thì mọi sự kết thúc cho nhanh đi. Quái nhỉ, hay là cô đi vắng? Này, nhưng sao lại có tiếng nhạc? Hay là gặp phải con lợn khó làm thịt, cô ấy mở nhạc cho nó sơ hở, bất cảnh giác. Để tôi xem. Thank you.
nghe dẻo dẻo à, làm em chóng hết cả mặt này. Bác đừng vịt vào đấy, em buồn. Em buồn. Nói đi, sao nhảy của mình? Dạ, em nghe nói anh Dương là kỹ sư hàng hải, em phải tập nhảy dần đi là vừa. Để làm gì? Để đến nay mai thành vợ thành chồng, còn dìu nó ra sàn để kêu kêu kêu. Có làm sao không? Ôi khổ quá. Ông chả biết nâng trứng hứng hoa gì cả. Dương, con phải đàng hoàng lên nào. Con đừng mút tay nữa. Vợ chưa cưới của con sắp tới rồi đấy. Cho nó uống thuốc đi. Chưa cần. Ơ kìa, Dương. Gớm nào. Có lẽ họ đến kia kìa. Chào các anh. Mời các anh vào trong nhà. Ê, hóa quá. Xin chào cậu Dương. Các người cứ tự nhiên. Xin giới thiệu với hai bác. Đây là cô Đoành Tũn. Chào chị. Dạ, à. Cô Đoành Tũn là dạ là cửa hàng trưởng cửa hàng Lolotica. Dạ, à? Tức là một dạng ăn nhanh, một fast food, fast food ở bên ngoại quốc. Cửa hàng Lolotica. À, dạ vâng. Chuyên về ngành nào ạ? Lolotica tức là chuyên bán lòng lợn tiết canh. Nào, Đoành Tũn cô nương. Ra chào gia đình mới đi. Quái cô đâu nhỉ? Úi giời ơi, cứ thẹn thùng mạnh dạn lên. Dạ em, ấy chết. Cháu chào hai bác ạ. Chào chị. Mình em Tũn chào một anh ạ. Dạ, như hôm trước đã thưa chuyện với hai bác. Đám cưới của đôi trẻ ta nên tổ chức sớm đi ạ. Dạ vâng. Phải, ta cũng nên làm sớm đi. Dạ vâng. Thế cưới nhanh thế ạ? Dạ, thưa hai bác, đám cưới sớm thì hạnh phúc đến sớm, mà đám cưới muộn thì hạnh phúc đến muộn. Với lại cũng không nên để cho hai đôi trẻ này chờ đợi nhau quá lâu. Chúng cháu đã xem ngày rồi ạ. Tôi không lấy vợ đâu. Các ông ở đâu đến mà bày đặt ra chuyện cưới xin? Gia đình nhà người ta đang yên ổn, tự nhiên đòi giục lấy vợ. Đồ bà lằng nhằng, bố láo bố toét. Dương, tôi không muốn lấy vợ. Dương, con không được nói thế. Mẹ bỏ ra. Dương, mẹ con, xin con. Con phải nói cho chúng nó biết. Cậu nói năng hay nhỉ. Bỏ ra. Chúng tôi đem hạnh phúc đến cho cậu mà cậu cư xử thế à? Dương, nghe lời mẹ nào. Dương. Ôi trời ơi. Nghe bố nào Dương. Con phải nói cho chúng nó biết. Mẹ bảo nghe. Chính tại bọn này. Chính tại bọn này mà con mang bệnh. Nghe lời mẹ nào. Ấy chết. Sao lại hiểu lầm thế? Bình tĩnh. Chính chúng nó đã đào bới, làm tung tung mọi sự, và làm đầu con muốn vỡ tung lên này. Đồ lần thắn. Ông ơi, chuồn thôi ông ơi. Chuồn thôi Tũn này. Ở lại, ngày mai hãy đi, ngày kia ra biển. Tao sẽ ăn thịt hai con chuột cắt. Tao sẽ ăn thịt hai con kinh cong. Chúng mày. Còn anh nghe hai mẹ nào Dương. Ăn cái để em. Con lại xin con. Bà, tôi ăn thịt kia cho con. Vâng. Cô, hai con chuột chết rồi. Ngửa đấy ra cho tôi. Được rồi. Giữ chân. Buông ra, để tôi lập lại trật tự. Đây ông ơi, đây. Xin nè. Con nằm xuống nè, nằm xuống. Con, mẹ xin con rồi, mẹ xin. Hai con chuột chết kìa. Đây mẹ. Eo, bắt tìm nhầm vào em. Xin nói. Ôi giời. Thank you.
Mì Chi. Đỡ rồi đấy. Dạ, người cháu khí nặng cân, thành thử ra anh hơi bị đau chân đấy ạ. Rõ khổ, mệt quá đây mà. Dạ. Thế dạ hai bác ạ. Dạ. Gia đình như thế là nhất trí rồi đấy ạ. Dạ. Đề nghị hai anh là tổ chức gấp đám cưới cho chúng tôi cả nhà. Vâng. Chúng cháu sẽ chọn ngày tốt bác ạ. Dạ. Ngày 15 âm lịch này sẽ là ngày thiên mã. Mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái. Vâng. Cậu Dương sẽ chóng khỏe mạnh. Ông bà sẽ sớm có cháu bé. Dạ. Dạ thưa hai bác. Hôm ấy sẽ có hai đám cưới, thật là vui ạ. Đám cưới ai nữa ạ? Dạ cô Lê Mận Đào với ông Henry Cường cũng rồi. Tổ chức vào ngày 15 ạ. Vâng đúng dạ, rồi. Cái cô Đào xinh xinh hôm đến cửa hàng Lopa cùng với hai bác hôm trước ạ. Vâng. Tôi xin phép hai bác ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Xin phép hai bác. Đoành Tũn Cao Viễn Dương này. Henry Cường và Lê Mận Đào này. Đột đoạn. Chào chị ạ. Dạ. Chào anh ạ. Dạ. Anh hay chị muốn môi giới hạnh phúc phải không ạ? Dạ xin lỗi. Chị hay anh muốn chọn vợ hay chồng phải không ạ? Tôi là ai? Cậu Dương đi à? Này, cậu sắp lấy vợ lại đến đây làm gì? Tôi không lấy vợ nữa. Báo cho các ông biết. Sao? Không lấy vợ nữa? Không được đâu. Thiếp cưới đã ghi rồi. Họ hàng hai bên đã được thông báo. Ừ. Mà tại sao cậu lại không lấy vợ cơ chứ? Người tôi có bệnh. Tôi không lấy vợ. Bệnh tật đau ốm thì không thể lấy vợ được. Sao lại không? Cậu vẫn lấy vợ. Vẫn có hạnh phúc. Đừng bi quan như thế. Tôi không lấy chị Tún. Tôi với chị Tún không có hạnh phúc. Này này cậu. Cậu phải lấy Đoành Tún. Đó là ý kiến của bố mẹ cậu. Đúng rồi. Không phải. Đó là do các ông xúi giục. Tôi không lấy Đoành Tún. Tôi lấy người khác. Các ông đi mà lấy. Lấy Tún này. Không lấy Tún này. Các ông đi mà lấy. Đừng làm thế. Thôi được rồi. Cậu không lấy Tún nữa không được. Cậu sẽ lấy người khác. Chúng tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc bằng được. Không lấy người này thì lấy người khác. Lấy ai? Lấy người kia nha. Chào chị ạ. Vâng. Chị mới đến ạ. Ơi, chị cứ xem xét cho cẩn thận, rồi sau đó chúng ta sẽ vào việc. Xin phép anh. Dạ vâng. Lại đây. Chị tìm đến cửa hàng chúng tôi thật đúng lúc. Cửa hàng Lopa sẽ làm cho chị hạnh phúc ngay tức khắc. Anh bảo sao? Xin giới thiệu với chị người bạn đời lý tưởng mà cửa hàng chúng tôi đã dành riêng cho chị. Tôi tin rằng hai người sẽ có những thông số hòa hợp với nhau. Cái gì thế này? Dạ thưa chị, đây là anh Cao Viễn Dương, con của ông Cao Văn Viễn ạ. Chị đừng có xúc động quá. Bước đầu hai người cứ tìm hiểu, làm quen, qua thử thách mới tiến tới hôn nhân. Dạ đúng ạ. Tôi được giới thiệu đến đây để mua ghế gội đầu thanh lý cơ mà. Không, cửa hàng chúng tôi không bán ghế gội đầu mà chỉ môi giới hạnh phúc. Xin lỗi. Có lẽ chị nên đổi ý. Chúng tôi sẽ giúp chị tìm chồng. Dạ vâng giúp chị ạ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Này kia chị. Ấy, cậu Dương, cậu đừng sốt ruột. Sẽ có người khác đến. Đào, chờ anh với. Ấy.
Dương, làm sao anh vào được đây? Em khóc đấy à? Anh Dương ơi, em khổ quá. Ngày mai em phải đi lấy chồng. Em lấy một ông già hơn tuổi ông nội em. Anh vừa đến cửa hàng từ hôn rồi, em đừng lấy ông già ấy nữa nhá. Đừng lấy. Không lấy thì lấy ai? Anh, lấy anh đây này. Nếu anh là Việt Kiều thì em sẽ lấy anh đây. Vì ngày xưa em cũng đã từng yêu anh. Nhưng Đào ơi, rồi anh sẽ khỏi bệnh. Nhưng anh không đưa em được đi nước ngoài. Anh không phải là Việt Kiều. Đào ơi, anh yêu em biết bao nhiêu. Bây giờ anh vẫn yêu em. Anh bị bệnh, nhưng anh biết mình sẽ khỏi. Chắc chắn anh sẽ khỏi bệnh. Đào, anh yêu em. Rồi anh sẽ khỏi bệnh. Đào ơi, em chờ anh. Em đừng vội lấy chồng nhá. Tội nghiệp anh. Đến nông nỗi này cơ chứ. Anh sẽ khỏi. Bảo sao cơ? Anh khỏi bệnh rồi. Anh vừa thấy một tia sáng lóe lên trong đầu. Chỗ này này, anh thấy một vầng sáng rực rỡ. Và rồi có ai đó nói thì thầm vào tai anh: Dương ơi, mày khỏi bệnh rồi. Em có nghe thấy gì không? Em không nghe thấy gì cả. Trước khi đến đây anh có đi đâu không? Có. Anh đi từ hôn, anh không thể lấy chị Tún, Đoành Tún làm vợ được. Chị Tún nào? Chị Tún, cửa hàng trưởng cửa hàng Lolotica. Người to, béo, lại giỏi võ. Anh luyên thuyên cái gì thế? Lolotica là cái gì? Lolotica anh không biết, nhưng người ta nói là fast food đồ ăn nhanh. Sao anh biết là chị Tún giỏi võ? À, anh bị chị Tún đánh ngã mà. Chị đánh anh? Sao lại còn chuẩn bị làm đám cưới? Người ta nói là anh với chị ấy có những thông số hợp nhau. Ôi giời ơi, sao tôi lại khổ như thế này? Đào, Đào ơi, lấy anh nhé. Never. Em đồng ý rồi hả? Never. Không khi nào. Đào. Không bao giờ. Đào, lúc nãy em vừa yêu mến anh thế cơ mà. Anh muốn lấy em. Tôi ghét anh. Đào, anh muốn lấy em. Không bao giờ, anh rõ chưa? Chúng ta sẽ lấy nhau chứ? Không bao giờ tôi lấy anh. Tôi sẽ lấy người khác. Anh đi đi. Đi đâu? Đi với ma quỷ. Đi đi. Được, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi lối này. Được, cô cứ lấy chồng đi. Đã thế, tôi sẽ lấy vợ. Tôi đồng ý lấy Đoành Tú làm vợ.
chị đừng ngọ nguậy nhiều thế, xinh lắm rồi đấy. Nhanh lên, nhanh lên. Cô tập cầm hoa chú rể tặng nhé. Vâng, vâng. Ví dụ tôi là chú rể. Vâng. Anh xin tặng em, anh rất hạnh phúc. Em cũng thế. Mình xin. Cô dâu ai lại đeo kính trông như thầy bói, bỏ ra. Em tưởng thế mốt. Đã thấy ông Henry Cường đến chưa? Chưa. Tối qua em thấy ông ấy còn đến nhà em ăn lòng lợn tiết canh cơ mà. Ôi giời ơi, đã bị kiết lị kinh niên lại còn ăn lòng lợn tiết canh làm cái gì? Nhưng mà ngon. Cô Tâm hóa trang xong rồi đi lên gác. Cô dâu Mận Đào đến rồi đấy. Alo, tôi là Henry Cường đấy. Bác đến ngay đám cưới đi, mọi người đang chờ đấy. Vâng, tôi đến ngay. Bác đừng quên đấy. Làm sao mà tôi quên cái ngày trọng đại này chứ. Bác nhớ uống thuốc nhá. Ừ, tôi uống ngay, uống ngay. Chào nhé. Chào bác ạ, bác cho cháu dọn phòng ạ. Mời cô. À, cô ơi, hiệu thuốc tốt nhất ở đâu? Cô có loại thuốc nào thật tốt, đặc biệt chị đi chảy không? Bác bị đi nhiều lần không ạ? Nhiều lắm, vô số. Có ạ. Bác uống một liều này là cầm ngay thôi ạ. Cô bán cho tôi 2 liều. Không, nhưng mà cháu sợ bác uống liều cao như thế thì hại người. Thế cô có loại thuốc bổ nào thật tốt không? Nghĩa là đại bổ. Có ạ. Dạ, loại sâm này rất tốt cho người già. Cơ thể sẽ khỏe mạnh, cường tráng, giải trừ mọi bệnh tật. Dạ, 70 tuổi mà khỏe như 30 ấy bác ạ. Gọi tất cả vào cho tôi. Vâng. Cô dâu chú rể nói chuyện thân mật với nhau nửa tiếng trong lúc chờ khách tới. Kì con Dương, đừng làm thế, anh sắp đến giờ cưới rồi. Mặc tôi, mọi người cứ việc cưới. Bác Đình, bác có cần em vật ngã cậu không? Không được, manh động bây giờ là hỏng hết. Vâng. Cô phải canh chừng cậu ấy. Vâng. Kẻo đổ vỡ bây giờ. Em hiểu ý bác, để em cho bác. Thế nào, xong chưa? Khổ quá, cậu ấy nhất định không chịu làm chú rể, chỉ nhận làm phu rể thôi. Trời ơi, chỉ còn mấy chục phút nữa là xong. Biết làm thế nào bây giờ? Phải bắt nó cưới bằng được chứ. Nó phải làm chú rể. Anh Dương, anh làm cái gì đấy? Cậu Dương, để đấy cho tôi. Cậu ra đây tôi bảo. Đám cưới này không có phù rể, cậu phải làm chú rể. Thế thì tôi làm chủ hôn. Tôi là chủ hôn, cậu đừng có lấn sân. Tôi phải làm chủ hôn cho đám cưới của cậu và ông Henry Cường với cô Lê Mận Đào ở trên kia. Cô Đào lấy chồng ở trên gác à? Em cứ gọi anh bằng anh cho nó dễ xưng hô. Người ta thường bảo tình yêu không có tuổi tác, không có biên giới. Em có muốn nói điều gì nữa không? Vâng. Em chỉ muốn hỏi ông là em muốn hỏi anh là bao giờ thì anh cho em về bên kia? Về đâu nhỉ? Về bên ấy, chỗ anh ở ấy, bang Ohio ấy. À, để anh còn thu xếp. Sẽ xem công việc thế nào đã.
Ôi trời ơi ông ơi. Anh chứ. Anh làm sao thế? Anh quên chứ uống thuốc. Chết. Bọc cho anh. Có phải bị đau ruột thừa không? Không. Thế thuốc gì đây? Thuốc kết lị. Anh bị chảy kinh niên mà. Cho Cường thêm gói nữa. Đưa đây. Không xong rồi. Cường xin lỗi. Mình đi nhé. Mr. Henry Cường, chúng tôi đã chờ đợi ông rất lâu và đã hết kiên nhẫn. Mạn phép ông, chúng tôi nhờ tòa án tiểu bang can thiệp để tìm hiểu số tài khoản của ông và thấy rằng sau khi trừ số nợ mà ông còn thiếu thì số tiền còn lại của ông không đủ trả tiền thuê nhà ở một tháng. E rằng chúng ta khó có dịp gặp lại nhau. Chúng tôi có bổn phận thông báo cho ông biết thực tế đó. Nghe tin ông sắp lấy vợ, chúng tôi thành thật chúc mừng ông. Không! Đào, em ở đây à? Có chuyện gì thế? Anh Dương, anh đưa em đi với nhanh lên. Đi đâu? Đi đâu cũng được mà. Đi. Nhưng anh không phải là Việt Kiều, anh không đưa được em đi nước ngoài. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Đào! Đào ơi! Đào! Đào ơi! Đợi anh với! Mời bác ạ! Dạ, bác dạ, vào đám cưới cho nó vui ạ! Đám cưới 2 thì ở tầng 1, mà đám cưới 1 thì ở tầng 2 ạ! Dạ, mời hai chị lên đám cưới cho nó vui ạ! Mời hai chị đi đôi nào ạ? Đám cưới 1! Kiểu mình đến đây làm gì? Này! Cô đến đây làm gì? Các anh làm chúng tôi xấu cả mặt! Anh có biết cả thành phố đang đồn ầm lên về cái trò nhố nhào canh hay không? Cái gì nhố nhào? Họ khen đấy. Này, các cô biết cái gì mà nói? Chúng tôi mang lại hạnh phúc cho mọi người. Đây này, tổ chức liền hai đám cưới một lúc đây này. Cái gì nhố nhào? Tôi hủy bỏ đám cưới này. Hả? Các anh thật là quá quắt. Cô gì ấy? Sao lại thế? Biết làm thế không nào bây giờ? Hả? Đào! Chờ anh với! Đi đâu đấy hả? Tôi từ bỏ đám cưới này. Sao lại thế? Vào mà cưới! Okay. Đào! Chờ anh với! Trời ơi! Sao lại thế? Cứ bình tĩnh! Đào ơi! Khách cưới rồi! Khách cưới rồi! Sao lại bình tĩnh cái thứ đó nào? Kìa! Tôi từ bỏ đám cưới này, chúng tôi sẽ tự tìm lấy hạnh phúc. Được vĩnh biệt nhau. Trời ơi, có khổ không cơ chứ? Ôi giời ơi, đau hết cả đầu. Này, Hoàng, tôi có chuyện muốn nói với hai anh đây. Cô Tú đây à? Vâng, em đây bác ạ. Thế là hết rồi cô Nhi? Vâng, thế là hết rồi. Tôi muốn về nước lấy vợ để sống nốt những ngày còn lại. Ai ngờ cô Đào không hiểu
lại tưởng tôi sẽ mang cô ấy ra nước ngoài. Chắc cô ấy nghĩ rằng tôi lừa cô ấy. Oan là tội quá. Cô Tũn ạ, cô có hiểu tôi không? Có ạ, em hiểu lòng bác. Đám cưới của cô cũng không thành phải không? Vâng, anh ấy bỏ đi rồi bác ạ. Em chỉ mong muốn có một người chồng sống cho đỡ cô quạnh, chứ em cứ mong nhờ vả gì ở chồng đâu. Sống một mình buồn lắm bác ạ. Tôi cũng thế, nhưng tôi không phải là người giàu có. Khó lắm cô ạ. Em không cần người giàu có, chỉ cần người ấy có tấm lòng với em thôi. Cô Tũn ạ, hay là... Bác nói gì cơ? À không, tôi chợt nghĩ, hay là... Bác cứ nói đi, bác hẹn Di Cường. Nếu tôi nói không phải, cô bỏ quá đi cho. Vâng. Tôi thấy cô rất hợp với tôi. Mấy lần ăn ở hàng cô, tôi thấy mến cô. Bác, hoàn cảnh của cô với tôi nó cũng giống nhau. Hay là chúng ta chung sống với nhau? Chỉ hiểm một nỗi, nhà cửa tôi không có, tiền nong lại ít. Bác hẹn Di Cường, em có nhà rồi. Cô đồng ý thế ư? Bác Tũn em. Nào. Ký không? Ký. Cho hai nửa cốc nữa em ơi. Vâng ạ. Gửi anh ạ. Tôi là người bất hạnh của... Tôi cũng là người bất hạnh. Chúng tôi là những người bất hạnh của... Vâng, em cũng đoán thế. Có một thực tế mà cả hai nhân vật thích đi ngược quy luật cuộc sống này đều không biết, đó là vẫn có hai cuộc hôn nhân xảy ra ngoài ý họ. Ông Việt Kiều Henry Cường kết duyên cùng Đoành Tũn. Hai người sống hạnh phúc với cửa hàng lòng lợn tiết canh. Cô Đoành Tũn đã đùm bọc yêu thương ông Henry Cường thất thế phá sản. Còn anh Cao Viễn Dương thì đã khỏi bệnh, kết duyên cùng Lê Mật Đào. Anh trở thành một thuyền trưởng nổi tiếng. Cao Viễn Dương vẫn không biết đến tiền, và cả Lê Mận Đào nữa. Cô cũng không còn quan tâm đến tiền bạc, vì cuộc sống của cô đã rất đầy đủ, hạnh phúc. Tôi nghĩ ra rồi ông Hình. Hả? Nghĩ ra cái gì? Chúng ta môi giới hạnh phúc bị thất bại thì sẽ chuyển sang nghề hàn gắn rạn nứt các gia đình. Ông bảo sao? Hàn gắn lại hạnh phúc của các gia đình ấy. Ừ. Hay. Hiện nay có rất nhiều gia đình bị tan vỡ. Ông và tôi chúng ta hợp tác với nhau làm ăn, chuyên về hàn gắn hạnh phúc cho mọi người. Ông thấy thế nào? Hay. Thật là tuyệt vời. Ta sẽ mở cửa hàng hàn gắn hạnh phúc cho mọi người. Ừ. Chúng ta sẽ thành công. Ai ai cũng cần hàn gắn hạnh phúc. Ừ. À, mà ông
sẽ là khách hàng đầu tiên của tôi đấy. Cả ông nữa. Ông cũng sẽ được tôi hàn gắn hạnh phúc. Nào, chúng ta nâng cốc. Cho hai nửa cốc nữa em ơi.